hoặc là muốn làm những mẫu nữ trang độc quyền theo ý tưởng của mình. Quý khách chỉ việc đưa ý tưởng của mình cho Kỳ Lân, Kỳ Lân sẽ thực hiện ý tưởng đó thành sản phẩm hoàn thiện và hoàn hảo bằng vàng trắng và vàng hồng, hoặc là vàng trắng và vàng vàng. Tùy theo cái đồng hồ chúng ta đang có là màu gì thì Kỳ Lân sẽ làm chiếc nhẫn Rolex nó theo màu đó. Toàn bộ đúc bằng vàng nguyên khối hết và máy chạy pin được, không lo sợ bị trễ giờ. Đính kim cương, 35 viên kim cương thiên nhiên lên trên cái vòng bezel này. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, kỳlanluxury.com. Và hôm nay, chủ đề review sản phẩm ngày hôm nay, Kỳ Lân xin giới thiệu đến với tất cả quý khách chiếc đồng hồ Rolex đang nằm trên màn ảnh của chúng ta, nhưng Kỳ Lân đang giới thiệu dịch vụ về kích tông đính kim cương lên vòng bezel của đồng hồ Rolex. Và như clip trước thì quý khách đã xem cái đồng hồ nguyên thủy nó như thế nào và cái vòng bezel nguyên thủy nó như thế nào, và quý khách cũng đã xem cái vòng bezel Kỳ Lân chế tác và đính kim cương xong nó như thế nào rồi. Và hôm nay đây là clip đã hoàn thiện một cái siêu phẩm đồng hồ Rolex vòng bezel đến full kim cương thiên nhiên, kim cương thiên nhiên trên vòng bezel này. Và như trong tất cả clip Kỳ Lân đã nói, Kỳ Lân sẽ không đến trực tiếp lên cái vòng bezel cũ của hãng, mà Kỳ Lân sẽ đúc một cái vòng bezel bằng vàng mới hoàn toàn, vàng 18K AU750. Và sau đó Kỳ Lân sẽ thay cái vòng bezel vào, vòng bezel đến kim cương vào, và lấy cái vòng bezel zin ra. Và đây, cụ thể đây là cái vòng bezel zin mà Kỳ Lân tháo từ cái đồng hồ Rolex chính hãng ra. Và mình sẽ cắt cái vòng này đi, hoàn thiện là cái vòng này. Và như quý khách đã biết, Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Cụ thể hơn nữa là trong clip này là Kỳ Lân đang giới thiệu chi tiết về dịch vụ đính kim cương lên vòng bezel cho đồng hồ Rolex. Tương tự chế tác tất cả những sản phẩm nữ trang, những cái gì liên quan đến nữ trang, vàng 18K AU750 và kim cương thiên nhiên. Ví dụ như đây là cái đồng hồ Rolex nè, thì sẽ đi kèm với thiết kế Kỳ Lân làm là một chiếc nhẫn Rolex bằng vàng trắng và vàng hồng, hoặc là vàng trắng và vàng vàng. Tùy theo cái đồng hồ chúng ta đang có là màu gì thì Kỳ Lân sẽ làm chiếc nhẫn Rolex nó theo màu đó. Ví dụ như chúng ta đang sử dụng một cái đồng hồ Rolex vàng nguyên khối bằng vàng vàng, hoặc là vàng nguyên khối bằng rose gold, thì Kỳ Lân sẽ làm nguyên một chiếc nhẫn Rolex bằng vàng khối rose gold. Và cụ thể hơn nữa, đối với chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ Rolex Demi vàng vàng, cho nên Kỳ Lân sẽ làm một chiếc nhẫn Rolex Demi vàng vàng y chang nhau, y chang luôn, và vàng trắng xen kẽ với vàng hồng, và vàng trắng xen kẽ với vàng vàng. Và ở trên là có một viên chủ đính kim cương, tức là viên chủ sẽ được gắn vào theo yêu cầu của quý khách. Ví dụ như quý khách thích 5 ly 4, 7 ly 2, 8 ly 1 hay là bao nhiêu ly, thì Kỳ Lân sẽ thiết kế cho nó phù hợp theo yêu cầu của quý khách. Và chiếc nhẫn này là một sản phẩm vỏ vừa hoàn thiện theo đồng hồ này cho khách hàng, và chuẩn bị tiến hành gắn hộp kim cương vào. Và cụ thể thì Kỳ Lân sẽ demo một chiếc nhẫn Kỳ Lân đang đeo. Đây là chiếc nhẫn Rolex Demi vàng hồng rose gold, và đính viên kim cương 5 ly 4. Thì viên kim cương chủ này bao nhiêu ly thì do nhu cầu, yêu cầu của quý khách. Đó là nhẫn theo đồng hồ Rolex. Vậy thì nhẫn theo đồng hồ Patek thì sao? Vâng, xin mời camera đi cận cảnh lại giùm anh. Đối với mẫu đồng hồ Patek thì Kỳ Lân hiện tại đang có hai option mẫu cho khách chọn. Một là mẫu như thế này, full vàng hồng, trên là đính kim cương baguette, logo Patek nằm giữa, rất là dễ thương. Và mẫu này mới độc nè, mẫu này rất nhiều quý khách sẽ rất là thích và rất là thú vị. Đó chính là chiếc nhẫn như chiếc đồng hồ Patek Philippe, toàn bộ đúc bằng vàng nguyên khối hết và
máy chạy pin được, không lo sợ bị trễ giờ, đính kim cương, 35 viên kim cương thiên nhiên lên trên cái vòng bezel này. Hoặc là Vertu, đối với điện thoại Vertu thì nó như thế này. Thì Kỳ Lăng cũng thiết kế hai chiếc nhẫn, hai option. Một là option nguyên cái phần phím 5 chiều, đây phím 5 chiều lên xuống qua lại chọn, lên xuống qua lại chọn thì bên đây cũng vậy. Và cái kim cương chủ 3.8 nằm ở trên, vuông rất dễ thương, kim cương vuông. Và một option khác, option này rất dễ thương luôn, rất là ngầu. Option hồi nãy thì nó đơn giản nhưng mà rất là thực tế đẹp. Nó đi theo cái nút 5 chiều của cái Vertu, thì cái chiếc nhẫn này cũng theo 5 chiều nhưng mà được cách điệu làm hai bên hông rất đẹp theo chữ hình chữ V. Chữ V là phong cách của Vertu. Kim cương giữa thì 3.3. Và đến những kim cương xung quanh là kim cương tròn, siêu dễ thương, siêu đẹp. Hoặc là nếu như khách thích đến hộp gì, thích thiết kế mẫu nữ trang nào, hoặc là muốn làm những mẫu nữ trang độc quyền theo ý tưởng của mình, quý khách chỉ việc đưa ý tưởng của mình cho Kỳ Lăng, Kỳ Lăng sẽ thực hiện ý tưởng đó thành sản phẩm hoàn thiện và hoàn hảo. Ví dụ cụ thể như sản phẩm này đi, quý khách có một viên đá yêu cầu Kỳ Lăng làm chiếc nhẫn, Kỳ Lăng sẽ thiết kế mẫu cho quý khách chọn và phù hợp với viên đá này. Hoặc là quý khách thích đá hay kim cương mà chưa có đá hay chưa có kim cương thì muốn mẫu nào đẹp, thích mẫu nào, ý tưởng nào thì cứ bàn giao ý tưởng đó cho Kỳ Lăng và Kỳ Lăng sẽ thực hiện để hoàn thiện 100%, hoàn thiện nhất sản phẩm, đẹp nhất cho quý khách. Đây là một chiếc nhẫn đúc bằng vàng nguyên khối và đến full kim cương hai bên, kim cương 2 ly và 1 ly, ở giữa là viên chủ đá Sophia thiên nhiên siêu đẹp. Và bây giờ Kỳ Lăng sẽ tiến hành căng thử cái vòng bezel này của hãng này, nó là trọng lượng bao nhiêu. Vậy là chiếc vòng bezel của hãng này, của hãng Rolex này có trọng lượng là 6g, thì Kỳ Lăng tính ra là 1,62 chỉ, tức là một chỉ số 2. Vâng, và như vậy Kỳ Lăng đã giới thiệu chi tiết về dịch vụ custom nữ trang cũng như là chế tác những sản phẩm đồ cao cấp, đẳng cấp, đỉnh cao hoặc là những đồ xa xỉ. Cụ thể trong clip này là chế tác cho chiếc đồng hồ Rolex vòng bezel cũng như là làm tất cả những đồ nữ trang cao cấp khác. Quý khách chỉ cần có ý tưởng thì liên hệ với Kỳ Lăng, Kỳ Lăng sẽ thực hiện ý tưởng đó thành sản phẩm hoàn hảo, hoàn thiện và tuyệt vời. Kỳ Lăng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lăng. Hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe kênh YouTube này cũng như like theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao khác và những video khác về những kinh nghiệm thú chơi về những sản phẩm xa xỉ trong thời gian sắp tới. Kỳ Lăng cảm ơn tất cả quý khách đã đồng hành cùng Kỳ Lăng và chúc toàn thể tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công và đồng hành cùng với Kỳ Lăng Luxury nhé. Hãy truy cập vào website kylangluxury.com để theo dõi, để tham khảo, để xem sản phẩm của Kỳ Lăng, hoặc gọi cho Kỳ Lăng số hotline 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo, đội ngũ Kỳ Lăng sẽ hỗ trợ cho khách ngay, đó chính là 0901 247 247. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.